Ok em sẵn sàng chưa? Phát thứ hai này. Khó ngắm quá anh em ạ, tại vì nó vướng cái GoPro rồi. Vẫn trúng luôn, đúng chỗ cũ luôn anh em ơi. Quá đỉnh luôn anh em bọ. Sợ thật anh em nhìn này. Anh nhìn này, đúng chỗ cũ luôn, mình nhắm đúng chỗ cũ luôn này anh em ơi. Thấy chưa? Ui, phát này nó còn găm sâu hơn cơ, nó găm lửa cái mũi luôn này. What's up anh em, chào mừng em đến với lại vlog nha. Ok, ở video lần trước mình đã chia sẻ với anh em cách để chế tạo cái thùng bắn cá rồi. Đây anh em để nhìn, tí nữa mình sẽ test lại một lần nữa cho em xem. Thì anh em nào mà chưa xem video chi tiết cách chế tạo cái thùng bắn cá này thì anh em có thể quay lại video trước nhá. Thì tí nữa mình sẽ test lại một lần nữa cho anh em xem. Nhưng mà mình cảm thấy rằng là cái súng này thì nó phù hợp bắn với cả ở dưới nước hơn, tức là ngụp lặn bắn biển đấy anh em ạ. Đây, đấy, anh có thể nhìn này. Ở đây mình đã chế tạo một cái hệ thống tời dây đây anh em ơi. Đấy, đây là bản nâng cấp V1. Và đây là một cái gọi là khoen cần. Nó kiểu dạng như là cái định hướng, cái hướng đi của đầu dây đấy. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chế tạo một cái mũi. Tức là mình sẽ nâng cấp lên bản V2. Đây, đây là súng bản V1 nhá. Thì bản V2 mình sẽ sử dụng một cái mũi sắt khoảng 5 ly đến 6 ly đây, thanh sắt này. Mình sẽ chế tạo dạng mũi ngắn, tức là bắn trên bờ thì mình sẽ bắn mũi ngắn thì sẽ hợp lý hơn, nó vừa nhẹ, nó vừa bay xa mà nó uy được vừa mạnh. Còn cái này nó chỉ phù hợp bắn ở dưới nước, tức là ngụp lặn bắn biển thôi. Nếu mà có dịp mình đi biển mình sẽ cầm cái súng bắn cá lặn biển này đi cho anh em xem. Còn ở quê mình ấy thì mình sẽ phù hợp với bắn ở trên bờ. Thì bắn ở trên bờ mình sẽ chế tạo thêm một cái mũi này. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách chế tạo cái mũi này chỉ với giá 5.000 thôi. Còn nếu mà anh em nào mà kiểu nhặt được cái này như mình ấy, như mình nhặt được thì mình mất không đồng, chỉ mất một tí công sức thôi anh em ạ. Đấy. Ok, thì đây ở đây mình có hai thanh nhá anh em nhá. Đấy, hai thanh thép 5 hoặc thép 6 này. Đây là gọi là thép xây dựng đây anh em có thể nhìn. Đó. Mình sẽ dùng cái này mình chế tạo ra. Mình vẫn có thể lắp vào đây bình thường nha em ơi. Mình sẽ nâng cấp cái súng này lên bản V2, đây là bản V1. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ thử test vào cái thùng xốp kia để xem cho anh em xem một lần cuối, sau đó là mình sẽ tháo cái tên gọi là tên bắn dưới nước này ra, mình sẽ nắp cái tên bắn trên bờ này vào nhé anh em ơi. Anh em sẵn sàng chưa? Nào. 1 2 3. Rồi anh em thấy chưa? Bắn một phát nó xuyên vào trong đây này. Trong đây mà là đất nó vẫn cứ xuyên thủng bình thường anh em ạ. Ở video lần trước mình đã test qua cây chuối là xuyên thủng cây chuối luôn. Đây. Đấy, anh em nhìn cái mũi này uy lực rất là mạnh nhưng mà nó chỉ phù hợp bắn ở dưới nước thôi anh em ơi. Anh em hãy đánh giá cái súng bắn cá này của mình được bao nhiêu sao? Anh em nêu cảm nhận được bao nhiêu sao thì em hãy comment dưới. Và comment nào được nhiều like nhất mình sẽ tặng cho anh em một món quà. Ok. Ok em ơi, sau khi khoảng 15 phút mình tạo hình thì cuối cùng cũng đã ra một cái hình của cái tên rồi. Cắt lỗ nóng quá anh em ạ. Đây cầm đồ này thì mát này, cầm đồ này nóng lắm này. Anh em ơi, bây giờ anh em hình dung ra nhá. Đây là cái khu vực để gài tên này. Đó, đây là khu vực gài dây này. Cái tên này nó không khác gì cái tên gọi là tên mình kéo ấy. Nhưng mà khi mà bắn với cái loại cái súng V2 thì nó sẽ an toàn hơn. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ cần cầm này mình bóp vào một phát thì nó sẽ mũi tên sẽ bắn ra. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ phải hoàn thiện và sẽ cùng anh em đi săn cá nha anh em ơi. Anh em nào thích đi săn cá giống như mình thì em một comment dưới nhá. Thank you.
Anh em tưởng tượng đám mây này ra hình con gì? Mình nhìn thấy hình như kiểu một con thỏ hoặc là một con rùa này. Con thỏ giống hơn anh em ạ. Cái tai thỏ này, mắt thỏ, mũi thỏ và cái râu thỏ, thân và đuôi thỏ kìa, anh nhìn thấy chưa? Ok anh em ơi, thì cuối cùng mình cũng đã hoàn thành xong cái súng bắn cá bản nâng cấp V2 của mình đây. Ở đây mình có một cái camera để tí nữa mình sẽ quay cái góc này cho anh em xem, để xem là nó đi có thẳng không nha anh em ơi. Và ngoài ra bây giờ mình sẽ cho anh em xem chi tiết này. Đây, hệ thống này vẫn như cũ thôi. Thì đây là cái hệ thống cò đây anh em ơi. Đấy, cò đây. Hệ thống giữ mũi đây. Rồi đây là hệ thống để gài cao su. Đấy, dây cao su gắn vào đây. Thì bây giờ mình sẽ thử test cho anh em xem và sáng ngày mai mình sẽ đưa anh em đi săn cá nha anh em ơi. Ok nhá, anh em đánh giá cái súng bắn cá này của mình bao nhiêu sao anh em comment dưới nhá. Bây giờ lên đường đi test súng thôi. Mình khá là tâm đắc anh em ạ. Ok em ơi, bây giờ mình sẽ dùng cái thân cây chuối màu đỏ kia mình làm mục tiêu nhá. Và để xem là cái độ chính xác cũng như là cái uy lực của cái súng này như nào. Ok, anh em đoán mình có bắn trúng không? Phát đầu tiên nhá. Khó ngắm quá. Quá đỉnh luôn anh em ơi. Anh em nhìn này, mình nhắm đúng cái chỗ này luôn, chính xác luôn này. Đấy, xuyên khoảng như này nhá. Nếu mà xuyên như này thì anh em đoán là cá nó có xuyên không? Quá khủng khiếp luôn anh em ạ. Đấy, cự ly này nói chung là đứng ở trên bờ với cự ly này là có thể ngắm cá rồi. Cự ly này là có thể ăn cá rồi anh em ạ. Mai nhá, mai anh em mình sẽ cùng nhau đi săn cá. Đấy. Hôm nay chỉ là test thôi, tại vì bây giờ cũng khá muộn rồi. Anh em nghe kỹ cái tiếng khi mà mình lên đạn nhá. Đấy, nghe đã không? Cách một phát là thép nó găm vào luôn. Khó ngắm quá anh em ạ, tại vì nó vướng cái GoPro rồi. Vẫn trúng luôn, đúng chỗ cũ luôn anh em ơi. Anh nhìn này, đúng chỗ cũ luôn, mình nhắm đúng chỗ cũ luôn này anh em ơi. Thấy chưa? Ui, phát này nó còn găm sâu hơn cơ, nó găm lửa cái mũi luôn này. Quá đỉnh thật anh em ạ. Đó, ok. Anh em đã sẵn sàng cho phát thứ 5 chưa? Sẵn sàng chưa? Ngắm kỹ này. Ôi, trượt khoảng 5 phân. Trượt đúng vị trí cũ khoảng 5 phân anh em ơi. Ui, nó quá mạnh luôn anh em ạ. Phích phát luôn. Đây, phát này này. Ui, phát này đúng găm lửa ra mũi luôn. Ok em nhá, bây giờ mình sẽ thử kiểu như trong đột kích này em ơi. Đấy, chạy 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 này. Nhắm, đấy, như kiểu anh em nhìn đúng kiểu trong khung hình đột kích chưa? Bắp gì chưa? Đấy, bắn cái hoa chuối này. À, bây giờ mình sẽ thử một phát từ xa nhá. Nào, em sẵn sàng chưa? Lên này. Nhắm này mình nghi là trượt lắm, tại vì cái mắt mình bây giờ nó vướng cái GoPro không để ngắm được anh em ạ. Vẫn thử nhá. Vẫn trúng luôn anh em ơi. Ôi. Ôi anh em ơi, quá đỉnh luôn anh em ạ. Vẫn trúng giữa thân cây chuối luôn anh em ơi. Mở găm cũng 1/3 mũi này. Mở rõ ràng đứng cự ly xa đi anh em ạ. Đấy, xa từ đây này, đây thân cây chuối này. Đứng đúng ra gần bụi chuối ở đoàn kia. Ok em ơi, thì cái súng này ngoài có công dụng là để đi săn cá ra thì nó còn một công dụng nữa, đó chính là để làm gậy tự sướng. Đây anh em ơi, mình đang cầm cái súng săn cá thì để làm gậy tự sướng này, em nhìn thấy chưa? Khung cảnh rộng chưa? Rồi anh em thấy cái uy lực của cái súng bắn cá mình tự chế như nào? Thì ngày mai mình sẽ đưa anh em đi săn cá nhá. Và để xem là ngày mai có được con nào không nha anh em ơi. Cái gậy tự sướng này đẹp phết anh em ơi. Đấy. Ok nhá, hẹn em vào ngày mai. Ok em ơi, hiện tại bây giờ là buổi sáng em sau rồi. Bây giờ là mình sẽ cùng anh em đi săn cá với cả cái bản súng V2 này nha em ơi. Anh em đoán là mình có săn được cá không anh em? Comment dưới nhá. Bây giờ mình ngắm xem con nào to mình bắn nha anh em ơi. Đây, vẫn cứ lên súng như hôm qua bình thường thôi. Hôm qua mình đã test cho anh em xem cái lúc mà mình bắn vào cây chuối rồi. Uy lực cũng khá là mạnh đấy và cái độ chính xác cũng khá là tốt. Chưa biết có được cá hay không nhưng mà cũng phải ăn đã. Đói lắm rồi. Hiện tại bây giờ mình nhìn thấy đằng kia toàn cá con, đàn cá con nó ngớp thôi.
Chưa thấy con nào to ngớp này. Đấy. Mình sẽ nói nhỏ thôi, bọn này nó cũng khá là thính ấy. Thấy mình chỉ cần cử động mạnh phát nào nó cũng chìm xuống ngay. Hiện tại là mấy đàn cá con kìa, nó gấp 5 tăm kìa. Mà chưa thấy mồm con nào to anh ạ. Ui, kẹt dây anh em ơi. Kẹt dây trời. Ui giời. Sau khi mà đi một vòng thế gian mình bắn ở trên cái súng bắn V1 ấy, à V2 ấy, thì là nó không phát huy hiệu quả khá là cao. Tại vì nó kiểu như không hiểu tại sao mà cái đường đi của nó cứ cong cong xuống mà không đi được xa. Nên mình quyết định là mình về mình lắp vào cái mũi đấy vào cái súng gọi là súng cầm tay này. Đấy thì bắn nó này. Phát đầu tiên thử phát mất mũi luôn. Quá đen đầy anh em nhìn này. Đấy nó đứt luôn cả cước này. Cái cước này khá là to nên khi mà bung dây ra thì là nó không như cái máy kia là kiểu dạng là bung dây ngang, à bung dây dọc thì là dây đi rất là đẹp, còn riêng cái máy này thì bung dây kiểu dây ngang này. Đi nó kẹt, thế là xong dây nó to quá nó kiểu bị dắt vào nhau ấy. Thế là nó bị giật lại thì là mũi nó bay mất. Quá đen luôn anh em ơi. Đó, chắc là mình sẽ lại phải cải tiến sang bản V3 rồi, anh em hãy đón chờ bản V3 nhá. Bây giờ là mình sẽ phải nhảy xuống ao để tìm cái mũi đã. Mất công một ngày để chế tạo xong bây giờ không săn được con cá nào đen. Đáng lòng.